Vâng, xin mời các bạn cùng chúng tôi đến tham quan mặt bằng căn hộ loại B và B1 nhé các bạn nhé. Căn hộ loại này thì với diện tích là 75,07 m², được thiết kế giống như là chúng tôi vừa trình chiếu cho các bạn xem. Đây là vị trí chúng ta nhìn thẳng vào phòng khách các bạn nhé. Đi từ cửa chính đi vào, đây là phòng khách đấy ạ. Cửa được làm từ nhựa cao cấp, vật liệu là vật liệu của Anh Cường. Và 100% tất cả các cửa đều được lắp cửa từ nhé. Bảo vệ 3 lớp các bạn nhé. Đây là gì? Xin mời các bạn đi cùng với chúng tôi. Đây là phòng ngủ thứ nhất các bạn nhé. Phòng ngủ thứ nhất thì với diện tích là 16,2 m². Thiết kế rất là hài hòa, đẹp, trần thạch cao. Nền thì bằng gỗ dày 12mm. Thiết kế cực kỳ hài hòa. Và đây là cái vị trí chúng ta đang đứng ở phía cửa nhìn vào. Đây mời các bạn là quan sát cùng chúng tôi. Đây là vị trí chúng ta đang ngồi từ góc của phòng ngủ nhìn ra cửa chính phòng ngủ các bạn nhé. Cực kỳ đẹp, ấm cúng. Đây là một trong hai toilet với diện tích là 3,3 m². Tất cả mọi thứ trong nhà vệ sinh của bạn ấy là được trang bị đầy đủ và được làm từ những vật liệu cao cấp, từ lavabo, từ chậu rửa mặt. Đây là gì? Theo các bạn đây là gì? Chúng ta vẫn đi ra phòng khách các bạn nhé. Cực kỳ hài hòa. Đây là gì ạ? Đây chính là phòng bếp. Phòng bếp với diện tích sử dụng là 5,5 m² các bạn nhé. Cực kỳ hài hòa. Và đây là vị trí mà các bạn có thể để cái tủ lạnh. Rất là vừa vặn, rất là cân đối và rất là gọn gàng các bạn nhé. Vừa vặn, cân đối và gọn gàng. Đây là gì ạ? Đây chính là toilet thứ hai và phòng ngủ thứ hai. Toilet thứ hai diện tích là 3,3 m² và phòng ngủ thứ hai diện tích là 10,6 m² các bạn nhé. Vẫn là một phong cách thiết kế hài hòa, ấm cúng và phù hợp cho tất cả các gia đình. Cửa sổ đây chỉ là mô hình, đây là nhà mẫu. Tuy nhiên chúng tôi cam kết với các bạn là căn nhà thực tế của các bạn sẽ giống hệt căn nhà mẫu mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn. Đây là toilet thứ hai, cũng diện tích sử dụng bằng toilet thứ nhất là 3,3 m² và tất cả mọi thứ đều được cung cấp giống như là cái toilet thứ nhất các bạn nhé. Đây là loza. Loza thì với diện tích là 3,2 m², các bạn có thể nhìn. Ô kìa, đây là gì đấy? Đây chính là view nhìn ra sân golf Phú Mỹ các bạn nhé. Với 3,2 m² các bạn sử dụng rất là thoải mái. Vẫn là view phòng khách các bạn nha. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không ạ? Toàn cảnh căn hộ của các bạn. Vâng, tạm biệt căn hộ loại B, chúng ta sẽ đi sang tham quan với căn hộ loại C và C1 các bạn nha. Xin mời các bạn cùng theo tôi. Và đây là căn hộ C và C1 các bạn nhé. Với thiết kế là có một phòng ăn, kim nhà bếp, một phòng khách, hai phòng ngủ, hai toilet, sân phơi và bếp các bạn nhé. Đây, tất cả cửa thì được thiết kế là cửa gỗ và chất liệu rất là tuyệt vời. Cửa gỗ An Cường các bạn nhé. Khóa là khóa từ. Vâng, khóa là khóa từ các bạn nhé. Và 100% là khóa theo đúng cái hàng mẫu mà các bạn có thể quan sát trên màn hình ạ. Imodex. Khóa từ bảo vệ 3 lớp các bạn nhé. Và đây là ổ cắm điện. Đây. Đây là view phòng khách các bạn nhé. Rất là đẹp. Vị trí tôi đang quay cho quý vị các bạn quan sát là đứng từ cửa chính của căn hộ C và căn hộ C1.
Tiếp theo, mời các bạn đi cùng tôi để quan sát cái phòng thứ hai, đó là toilet các bạn nhé. Một trong hai nhà vệ sinh. Đối với toilet ấy, thì được thiết kế đầy đủ luôn. Khi mà sử dụng thì quý vị và các bạn không cần phải mua sắm thêm, trang bị thêm bất cứ một cái thiết bị hoặc là một cái phụ tùng hay là một cái gì đó khác trong nhà tắm nhé, vì đầy đủ hết rồi các bạn nhé. 100% từ chậu rửa mặt, từ bồn cầu và kính, cũng giống như là hệ thống trong vòi sen nhé, đều được trang bị đầy đủ hết, kể cả gương các bạn nhé, kể cả gương. Và 100% đều được làm bằng sản phẩm của American Standard. Đây ạ. Tất cả các sản phẩm mẫu này đều được nhà được chủ đầu tư là trang bị cho các bạn ở căn hộ mà các bạn sẽ nhận các bạn nha. Hai, đó là cái phòng ngủ. Một trong hai phòng ngủ các bạn nhé. Tất cả phòng ngủ đều được nền đều được lát sàn gỗ 12mm các bạn nhé. Đây, phòng ngủ đây ạ. Một trong hai phòng ngủ của căn hộ C và căn hộ C1 các bạn nhé. Rất là ấn tượng. Đây là vị trí cửa ra vào trong một trong hai phòng ngủ của căn hộ C và C1 các bạn nhé. Tạm biệt một trong hai phòng ngủ thì chúng ta sẽ đi sang những phần bếp. Đây là phần bếp các bạn nhé. Phần bếp. Và đây là gì các bạn nhỉ? Đây là gì nhỉ? Đây chính là khu vực sân phơi các bạn nhé. Khu vực sân phơi với diện tích là 5,12m. Vị trí mà chúng ta có thể để đồ đạc hoặc là phơi quần áo. Đây là vị trí để máy giặt các bạn nhé. Mình cùng mọi người sẽ đến. Tiếp theo là phòng vệ sinh thứ hai. Phòng vệ sinh thứ hai về diện tích và trang bị không khác gì phòng vệ sinh đầu tiên mà tôi vừa giới thiệu với các bạn. Và đây là gì? Đây là phòng ngủ thứ hai các bạn nhé. Hai nhà vệ sinh và hai phòng ngủ, thiết kế rất là hài hòa. Ồ, bên này là gì các bạn nhỉ? Đây chính là lô gia các bạn nhá. Nhìn rất là hấp dẫn. Và có tin được không? Lô gia ở vị trí này thì chúng ta có thể view thẳng ra sân golf Phú Mỹ các bạn nhé. View thẳng ra sân golf Phú Mỹ đối với căn hộ C. Và căn hộ C1 các bạn nhé. Đây là lô gia.